công việc trên công ty luôn. Em vẫn đang buồn ngủ à? Chiều về đúng không? Dạ. Khi nào hết việc là về đúng không? Chắc tầm 1 giờ 2 giờ chứ mấy nhỉ? Nhiều việc thì về muộn mà hết việc thì về sớm. Thì anh tới nữa anh xong việc anh cứ đèo giúp anh về trước đi. À. Tí anh đèo em về mà. Em ăn bánh mì không? Mua 4 cái nha. À. Anh với chúng anh. Để em coi thử. Đấy, cả nhà ơi, buổi sáng thì chưa ăn sáng gì thì My sẽ đi vào mua bánh mì. Có tiền chưa? Có 20 ngàn à? Nghèo thế. Kém 20 ngàn. 20 thôi. Ủa? Dạ. Có rau ớt không? Dạ, rau ớt đầy đủ. Mua cái truyền thống chị nhá. Đang xếp hàng mua, còn đúng 5 phút nữa là đến giờ. Quý vị hôm vừa chờ My đi làm về và bây giờ sẽ rút tiền để trao cho bạn bạn. Quý vị ơi, vừa nãy thì Hùng vừa chở My đến cửa công ty và phải sang ngân hàng để rút tiền. Tại vì là vừa rồi bên sau khi Hùng bên quay clip của em Vàng thì có một bạn là Yến, nick Facebook là Yến Tôn đã gửi Hùng 500 đô, trong đấy thì là 5 triệu cho bản Vàng
để động viên bạn ấy học tập cũng như là làm việc. Và số tiền còn lại thì là Hùng sẽ trao học bổng cho những cái bạn của khóa tiếp theo. Hùng sẽ chọn một bạn nào mà có ý thức tốt, học tập tốt và gia đình khó khăn thì sẽ trao học bổng cho bạn ấy trong quá trình học tại Hà Nội. Và bây giờ thì Hùng sẽ đi vào công ty của My để quay cho mọi người xem là cái cảnh làm việc của công ty vào cuối tuần. Đồng thời là Hùng sẽ gặp bạn để trao lại số tiền của bạn Yến gửi cho bạn Vàng. Mời cả nhà cùng theo Hùng nha. Đây là công ty Imager nhé. Thì khung cảnh vào cuối tuần thì mọi người cũng sẽ ăn mặc sẽ đơn giản, giản dị hơn. Còn ai chưa có việc không? Thôi Đạt làm hết job đó. Hello đi, em. Cô sĩ, hello Uber cũng được. Hello. Hello. Làm được chưa em? Em làm được rồi. Bánh mì chưa ăn à? Chưa, bây giờ vào ăn. Còn ai chưa có việc không? Cái chia việc cho các bạn đi ạ. Được ký hợp đồng chính thức chưa? Dạ, được rồi anh ạ. Alo anh. Đức. Đức làm đội nào? Làm cùng ca quốc à hay ca à, theo ca quốc đúng không? Dũng ơi. Dũng. Em có cái Uber ở dưới đó nha. Đang dịch cho nên là các bạn học sinh đã nhập rồi. May là bọn em là đi làm xong rồi hết dịch ấy. Mimi đến dịch có việc không? Có nhưng mà là do dịch lại hoãn rồi em ạ. Mình quên mất, mình có quá nhiều hồ sơ rồi em ạ, hơn 100 hồ sơ. Khóa trước là tuyển trung tâm chỉ đào tạo được khoảng 35 đến 37 bạn một khóa, mà trong khi đấy cũng 5-6 mấy bạn đến xin học, cho nên là phải có nhiều bạn không phù hợp phải từ chối, và có nhiều bạn đi về cũng phải chảy nước mắt khóc không biết làm sao. Khóa này thì hơn 100 người. Khóa 100 người ấy. Tức là hơn 100 bạn nộp hồ sơ đến ấy. Đến phỏng vấn lại vài lần. Lại mỗi lần từ chối là một lần khó khăn. Ai cũng đưa ra một lý do muốn học hết. Chị học gì nữa. Vàng hôm nay có đi làm không chị? Dưới kia. Vâng, em đi đường này đi. Hello. Hello em. Hello chị Mơ. Hello chị My nè. Hello gì? A gì? Cái video vừa rồi là về lúc trước đúng không hay là mới về? Tao tưởng mới về mà không đủ anh coi chừng. Cho em đặt. Em tuần này làm sáng anh? Tuần này thì Vàng làm ca sáng là bắt đầu từ mấy giờ? Từ 8 giờ. 8 giờ? Nên là ca hình chính là bọn em đi 8 giờ anh ạ? Dạ. Như thứ bảy là đều ca hành chính hết đúng không? Dạ. Còn khoảng thứ hai đến thứ sáu là bọn em làm từ lúc 6 giờ đến 2 giờ chiều. 6 giờ đến 2 giờ chiều. Vàng thì được ký hợp đồng chính thức lâu chưa? Được một tháng rồi. Một tháng rồi? Một tháng rồi. Đã nhận lương chính thức rồi chưa? Có rồi ạ. Tháng lương chính thức sau ký hợp đồng chính thức được bao nhiêu rồi? 5 triệu 8. 5 triệu 8? Dạ. Số tiền đấy thì em đã làm gì đầu tiên rồi? Em gửi 2 triệu về cho bố mẹ, còn 3 triệu em giữ. Dạ. Rồi ạ, mình chuyển khoản hay là như nào? Em chuyển khoản ạ. Em mang về luôn. Tuần vừa rồi em về quê đúng không? Dạ. Tuần vừa rồi mình mang cái số tiền gọi là mình làm được. Mình gửi tặng bố mẹ. Dạ. Thì là bố mẹ, khi đấy bố mẹ như nào? Bố mẹ vui mừng, hạnh phúc vì em đã tự đi kiếm tiền về cho bố mẹ. Okay. Và em cũng mua được một cái vòng tay cho mẹ nữa. Mua được vòng tay cho mẹ, nó vòng tay gì?
bạc ạ, vòng tay bạc ạ. À, vòng tay bạc ở trên đấy bọn em là hay đeo vòng tay đấy đúng không? Đeo vòng tay bạc để đỡ bệnh này. Dạ. Ấy quý vị ạ, vàng thì sau khi học ở trung tâm thì do là cái dạng khuyết tật của bạn ấy cũng như là tay cứng cho nên không thể đi làm luôn được trong cái khóa học đầu tiên, mà vàng vẫn ở lại Hà Nội. Và anh nghĩ là để được như ngày hôm nay ấy, thì em có biết là người đầu tiên em cần một cảm ơn là ai không? Đừng, không phải anh nha, ngoài anh ra. Anh biết ạ. À, là ai? Chắc là chị Vân anh ạ. Tại sao em có thể nói cho quý vị khán giả được không? Bước đầu nhá, em đi làm về rồi em thấy một bạn khuyết tật như em nhưng mà bạn ấy đi được, phải đi từ Bắc. Thì em phải nghĩ là tình của em cũng không đủ keo nên em muốn phải cho con biết chú nào ở chợ từ Bắc thôi thì em đi rồi. Để đấy, kiếm tiền để mà sống ở Hà Nội. Đấy, rồi thế là chú Vân nhắn tin cho anh, rồi nhờ anh giúp được em, rồi đấy cũng đó là cứ như là được em thay đổi đấy, thế là em cứ khá lên dần dần rồi. Tình tiêu thì em vẫn tiêu đủ nên cũng đỡ hơn rồi chứ. Chứ em ra đời 2 tháng là em vẫn chưa tiêu hết 2 triệu mà. Ra đây 2 tháng mà vẫn chưa tiêu hết 2 triệu thì đấy, tính tỏ là tiết kiệm. Chắc là ăn này toàn ăn mì tôm. Dạ. Đấy, và sau khi học xong thì vẫn chưa kiếm được việc thì vẫn ở lại Hà Nội. Và trong quá trình ở lại Hà Nội thì là chị Vân đã giúp đỡ nhờ các mạnh thường quân khác rồi hỗ trợ các cái thứ ví như là gạo rồi các cái thức ăn để đỡ một phần này. Đấy, và chị Vân cũng hỗ trợ kiếm được làm cho vàng trong thời gian đấy để trụ lại được ở Hà Nội, rồi khi đấy mới tiếp tục được kiếm được một cái công việc ổn định như ngày hôm nay. Chị anh cảm ơn, gửi cảm ơn cho chị anh nha. Hôm nay thì anh có hôm trước anh đăng video ấy thì có chị Yến có gửi cho em là 5 triệu nhưng mà cũng gửi lâu rồi nhưng mà bây giờ anh đi suốt đây. Bây giờ anh mới có dịp anh mới trao cho em thì anh sẽ xin gửi cho em 5 triệu một này, 2 triệu này. Để anh đếm lại phát á, không ạ, 1 triệu này. 2 3 4 đây này, 4 triệu rưỡi, đây có đây nữa. 5 triệu, đây 5 triệu anh gửi em nhé, đây là của chị Yến. Em cảm ơn chị về đã đồng ý em và gửi một số tiền rất lớn cho em để em chủ được ở Hà Nội. Và số tiền này em sẽ tiết kiệm ở tiêu dùng và tiêu về tiền hỗ trợ và đồ dùng cá nhân của em. Nếu là cơn khát thì em thấy bạn nó khó khăn hơn em thì em sẽ giúp đỡ bạn ấy nữa. Tức là ý của bạn Vàng bảo là bạn số tiền này bạn ấy sẽ dùng trong việc là ở nhà trọ rồi ăn uống. Ngoài ra thì trong quá trình mà các bạn ấy đi lại, bạn ấy làm việc học tập, nếu như gặp những cái trường hợp nào mà cũng khó khăn hơn bạn ấy như bạn ấy nữa thì bạn ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Thì không có thể là giúp đỡ về cách này hay cách khác. Có thể mình không có vật chất nhưng mình có thể là ví như là thỉnh thoảng em rảnh em có thể là sau khi em thành thạo về nghề rồi em có thể quay về trung tâm để hướng dẫn cho các bạn khác, chia sẻ lại cho các bạn khác. Và khi em vừa rồi về quê đúng không? Thì em thấy là em gái của em trước và sau khi có xe lăn điện thì em có thấy cái sự thay đổi nào không? Có thể. Thay đổi như nào? Em phải thấy em không thấy nó người ở dưới đất nữa, nó người trên xe lăn rồi. Và thứ hai là em thấy chân tay của nó không như là không bệnh như trước nữa vì nó người trên xe lăn em thấy nó sẽ hơn rồi. Còn về tinh thần của bạn ấy thì như nào? Vui thầy ạ. Vui hơn nữa bạn. Vui hơn ạ. Bạn ấy khi mà đã có xe lăn thì có thể là chủ động, có thể là đi xung quanh xóm mà không nhờ sự giúp đỡ của ai nữa đúng không? Còn bây giờ còn đi được, đi mua đồ ăn được mà. Đấy, còn tự đi mua đồ ăn được. Đấy là một cái mà Hùng muốn tất cả các bạn khuyết tật khác muốn có thể là chủ động được trong mọi hoàn cảnh, trong mọi công việc. Đấy, thì như thế mình mới phát triển được. Còn suốt ngày mình không có cái phương tiện, mình không có cái tiếp cận thì mình không thể đi đâu và làm gì được. Thật nếu là bước đầu tiên mình muốn làm cái gì đó mình phải làm ngay chứ mình có ở nhà hay là làm gì đó. Nếu là
ngược. Đấy, Hùng hiểu ý Vàng, đấy cũng là điều mà Vàng muốn nhắn đến các bạn khuyết tật khác. Đừng có ngại đi ra ngoài, đừng có ngại học một cái nghề nào đấy. Nếu như các bạn học một cái nghề nào đấy đi ra ngoài, nếu như mà nó thất bại thì nó cũng sẽ cho mình những cái kinh nghiệm. Và nếu mình không làm thì mình sẽ không biết mình làm đến đâu. Mình làm thì mình sẽ thay đổi hàng ngày. Đấy. Làm thì mới biết được mình làm được hay không. Còn các bạn cứ ở nhà, các bạn cứ nghĩ, các bạn cứ ví dụ như này khác thì sẽ không bao giờ biết là mình làm được hay không. Chứ hồi trước nếu là em không hôm nay học thì em cũng không biết là bây giờ mình đang ở đây rồi. Đấy. Nên mình cũng phải tự tin lên để ra người xã hội để kiếm một công việc ổn định cho mình nữa. Ok. Thôi bây giờ thì anh sẽ chúc Vàng là làm tốt nhá. Dạ. Và cố gắng trong 1-2 năm nữa thì biết đâu Vàng lại truyền đạt lại những cái nghề của mình cho những cái bạn mà ở trên chỗ Vàng, chẳng hạn bạn nào mà muốn học thì có thể là xuống đây chính Vàng đi làm rồi có thể chia sẻ lại cái nghề đấy mà. Dạ. Khóa này thì em giới thiệu được rất là nhiều bạn đấy anh ạ. À thế à? Dạ. Các bạn ấy ở trên miền Bắc cũng có, miền Trung cũng có, miền Nam cũng có luôn. Okay. Bạn cũng đi xe lăn như em luôn mà. Ok. Dạ. Rồi, cảm ơn nha, phải cố gắng học tập phát triển nhiều ha. Ăn cho mi. Đi ăn đi. Làm sao nha? Chưa, nhưng mà để em đổi sai đã. Không thời gian đổi. Cái này phải gì sai à? Đi ăn. Anh ơi đi ăn anh. Đi ăn cả nhà nha. Đi ăn em ơi. Ăn bánh mì. Ăn tay nhờ của mày nửa quả, nửa gãi. Mắc rồi. Ơi ơi, biệt rồi. Anh. Mi ơi. Mi rồi. Ăn sáng đây. Bị sáng Mi dậy muộn cho nên là ăn bánh mì cả nhà nha. Bánh mì Đà Nẵng. À. Mỗi người ổ. Thế nếu mà em dậy sớm thì ăn gì? Dậy sớm thì đi ăn bún, đi ăn phở. Ok, và bây giờ thì mời cả nhà ăn cơm nha. Đến nãy giờ thì Hùng đến đây thì Hùng vẫn mang khẩu trang. Mong cả nhà thông cảm tại vì đợt này đang dịch. Cho nên đến công ty thì phải mang khẩu trang 100%. Bây giờ vào phòng ăn xin bỏ ra đi ăn. Ăn đi. Thôi bây giờ xin quý vị và các bạn sẽ ngừng ở đây nhé. Ăn cho nó thoải mái cả nhà. Bà mơ. Thằng Đức đến muộn nhá. Phạt nhá. Mi ăn nấu trại thằng Đức đến muộn. Anh bắt được nó, nãy anh chưa thấy nó, bây giờ thấy nó rồi. À, ăn sáng gì em ăn rồi, em ăn bánh mì. Thế nên ăn sáng bà ăn đi qua mình chẳng thấy mời gì cả. Bà ăn rồi, bà đừng có điêu. Ăn rồi, ăn lúc nào? Thật. Chưa ăn. Sorry nhá. Biết là Hùng đến đợi Hùng mời chứ. Ôi giời ơi. Thôi bây giờ đi ăn, em dẫn chị đi ăn đi. Thôi không ăn rồi, giờ tự nhiên đến mời ăn. Cười. Để, ăn ơi. À. Ừ. Tiêm kiếm pha đúng không? Đợt này nhiều việc đúng không chị? Trung bình các ngày bình thường thì chỉ làm khoảng từ mấy giờ đến mấy giờ? Trung bình à? Trung bình bây giờ đến mùa này là mùa đẹp thì bình thường là từ 6 rưỡi sáng cho đến tầm tính trung bình thôi nhá, không tính ngày nhiều việc, tầm 4 giờ. 4 giờ chiều. 6 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Là mấy tiếng? 8 tiếng à đâu? 10 tiếng. 10 tiếng. Anh người bình thường làm 8 tiếng là nằm uê ra đó. Cho nên là cái đâu phải là người bé này nhìn nhỏ con mà lại nhiều người nghĩ bọn này thì làm gì có đủ sức mà làm. Trong khi đấy vào lại còn cày còn khỏe hơn những người không khuyết tật nữa. tiền nó bắt phải làm. Ngã gì nghe bảo ông kinh kìa. À gì thì thôi, đỉnh qua đỉnh rồi. À đỉnh qua đỉnh luôn á.
Làm nhiều hay là làm nhanh? Làm nhiều, làm nhanh. À, lại được cả hai cái nữa mày. Hai cái luôn. Lấy hết tiền của đội này thì gì ạ? Hôm nào gì mà nghỉ là vui lắm. Nhưng mà dì không nghỉ. Dì nghỉ là vui. Ừ, dì nghỉ là vui. Nhưng mà dì không nghỉ, dì bảo dì đi làm là dì kiếm tiền. Dì nghỉ thì mới còn hàng cho mình làm. Không, dì làm nhanh lắm. Dì ơi, lắm. Xem như nào đi. Ai để đồng nghiệp nói thế? Ừ, chị chỉ mong dì nghỉ để chị lấy tiền chị làm. Nhưng mà dì làm nhanh, dì làm giỏi. Ừ. Xuất sắc luôn. Dì nhỏ. Tệ giả măng mọc nó vào đấy, sau. Tệ giả măng mọc nó vào sau mà nó siêu vãi trưởng. Quên nó siêu lắm. Dì làm nhanh lắm. Làm cùng một thời gian mà dì làm vượt xa mình luôn. Dì làm chậm chạp, tao già rồi. Có tuổi này, già có tuổi này. Càng có tuổi này làm chậm. Thầy trời nhoáng nháy. Đâu làm chậm mà đây cái sao xem gì xem làm nhanh hơn. Em giờ sang xem gì xong rồi. Em gì làm kiểu gì mà đồng nghiệp thì chỉ mong cho nghỉ là sao nhỉ? Em làm kiểu gì mà đồng nghiệp chỉ mong cho em nghỉ ấy? À, anh ở xem nào. Em cứ ngồi làm tự nhiên anh xem nào. Là chị mơ, thế mà chị mơ than em. À, ngang nhau à? Đây vừa rồi được nghỉ như 30 tư một năm mà không về quê à? Em làm nghề lễ. Làm nghề lễ mới nhiều tiền, khổ lắm, được nhân ba. Thông minh lắm. Anh về bán mắm tết rồi. Hả? Anh bán mắm tết rồi. Anh bây giờ thành anh hùng mắm tép rồi. Hot boy, dạo này không chơi game nữa, không thấy online. Anh có rủ đâu mà online. Trời suốt mà không thấy online, làm phải online mới rủ được chứ. Em làm ca nào? Em mày đến muộn anh ạ. Nay nhiều việc nha. Không nhiều. Nhưng mà chắc là 3-4 giờ mới về được. 3-4 giờ á? Thế mà không nhiều. Không nhiều nhưng mà cho hả? Hàng hàng hơi khoái khoái. Mà em về trước nha. Vâng. À, mũ. Ờ, vậy nha. Bye bye. Xin chào quý vị nha. Như thế này thì Hùng sẽ đi về đây. Và Hùng xin kết thúc video ở đây. Và cả nhà thấy hay, thấy yêu quý vợ chồng Hùng, cũng như là các bạn ở công ty thì hãy cho Hùng like, chia sẻ và đăng ký kênh cả nhà nha. Và nhớ bấm chuông để khi mà mỗi khi có video thì sẽ nhận được thông báo. Bye bye.